tuyệt vời ạ. Lúc này xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta hãy trao cho nhau ly rượu nho bôi ạ. Đến đây, đây hai em đứng đây. Quý vị ơi, chúng ta hãy cùng vỗ tay thật lớn chúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta hạnh phúc đi ạ. Và chào vỗ tay thật lớn thưa quý vị. Phát thanh nhan Minh Minh ta Rang vậy Mình đi lưu lên mà xin chúc cho hai em sẽ luôn hạnh phúc ạ. Vâng, và lúc này xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta hãy xuống phía dưới đến tầng 3 và nhận lời chúc mừng hạnh phúc của toàn thể sẽ khách quý đã đến với chúng ta trong lần đầu hôm nay. Không ạ, cô dâu và chú rể ở lại đây. Ở làng mình ai có quà tặng cho cô dâu chú rể thì hãy về với sân khấu tặng cho cô dâu và chú rể ạ. Vâng, có ai có quà thì lên đây tặng cho cô dâu và chú rể đi ạ. Tặng như này nào. Nè, về mời. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hôm nay là ngày em. Vâng, người làng của chúng ta ai có quà, ai có quà thì lên đây tặng cho cô dâu và chú rể đi ạ. Vâng, và anh em cô dì chú bác hay bạn bè gì có quà thì trở về với sân khấu tặng cho cô dâu và chú rể đi ạ. Vâng, đây là món quà đầu tiên ạ. Vâng, xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Ai có quà nữa ạ?